Alo. Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với Chân là Hùng Chơi. Thì tháng mới rồi, em lại cập nhật khuyến mại một số đầu xe hot mà mình có cơ hội quay quý anh chị xem. Thì hôm nay tiện ở Toyota thì em cập nhật nhanh cái giá vai ớt mà tháng này. Tầm này là tháng 9, tức là chúng ta còn khoảng tháng 9 này, tháng 10 này, tháng 11, còn 3 tháng chúng ta mua vai ớt một cái giá rất là tốt và đang được hỗ trợ từ nhà máy Toyota Việt Nam như này. Thường thì tháng 12 giá vỡ khá là cứng và con khá là nhiều vì nhà máy cũng sản xuất không nhiều vào tháng 12. Cụ thể thì 4 mẫu xe chính mà Vios đang được bày bán thì hiện nay tổng cái chương trình khuyến mại tốt nhất và bán chạy nhất là dành cho mẫu Toyota Vios G ở 581 triệu và chúng ta đang được giảm từ khoảng 40 đến 44 triệu đồng và tặng kèm thêm khá là nhiều phụ kiện như là gắn kính, chải sàn, camera hành trình. Lưu ý giúp em là trong tháng này thì Toyota Vios sẽ được tặng camera hành trình xịn từ nhà máy Toyota Việt Nam. Tất cả các phiên bản nhé, tặng cam hành trình xịn. Còn lại như phụ kiện các bạn không lấy thì cũng có thể quy đổi thành tiền mặt và tổng giá trị tối đa có thể lên đến vào khoảng 45 triệu. Đó là mẫu Toyota Vios G thì 581 triệu thì chúng ta đã được giảm vào khoảng gần như là 70% thuế trước bạ rồi. Nếu như giá đó thì mình lăn bánh đâu đó vào khoảng suy soát 600 thôi dành cho mẫu Toyota Vios G. Giá cũng khá là đẹp và cũng khá là êm. Nếu mà so với thời điểm này năm ngoái khi mà tháng ngâu và chúng ta được giảm 50% lệ phí trước bạ từ nhà nước thì cái mức giá lăn bánh năm ngoái vào khoảng 590 thì năm nay chỉ đắt hơn vào khoảng 5 đến 7 triệu thôi. Đó, tức là giá cũng đang xuống đáy rất là nhiều rồi. Bán còn lại hai phiên bản Vios số tự động eCVT và Vios số sàn 1.5 CVT thì hai mẫu xe này đang có mức giá khuyến mại là tương đương nhau, dao động là 30 đến 35 triệu đồng và cũng tặng kèm những phụ kiện như em nêu ở trên, đều được tặng camera hành trình từ nhà máy Toyota Việt Nam thì cái này là chúng ta không quy đổi về tiền mặt. Còn lại thì chúng ta có thể quy đổi tối đa thành khoảng 35 triệu đồng. Đó. Lăn bánh thì với mẫu Vios số tự động 1.5 CVT thì cái mức giá khoảng 500 hơn 500, chúng ta lăn bánh đâu đó vào khoảng 500 rưỡi. Đó. Còn với số sàn thì chúng ta lăn bánh thật sự rất là rẻ. Tuy nhiên thì thời điểm này dịch bệnh ảnh hưởng thì các bác chạy dịch vụ rất là nhiều nên cái sản lượng bán số sàn cũng không tốt như thời điểm trước. Tóm lại thì tháng này đổi chương trình khuyến mại một chút khi chúng ta sẽ được tặng camera hành trình, tăng thêm cái mức khuyến mại nhiều hơn là 50% lệ phí trước bạ rồi. Cái này là tổng hợp từ cả đại lý và nhà máy cũng rất là hỗ trợ người tiêu dùng. Thứ hai về những khách hàng mà mua xe Toyota tại Bắc Ninh thì chúng ta sẽ mua đại lý trên đường Lê Thái Tổ và đối tượng mua sẽ là những khách hàng hộ khẩu ở Bắc Ninh và đang làm việc ở Bắc Ninh nhé. Với những quý khách hàng mà đang làm việc ở Bắc Ninh mà hộ khẩu ở tỉnh khác thì đều có thể mua được Toyota tại đại lý Bắc Ninh. Cái này em update để cho quý anh chị mua vì thời điểm trước thì chúng ta mua đâu cũng được. Tuy nhiên thì năm nay thì Toyota làm khá là khác rồi. Đó. Ok, tổng hợp nhanh cái khuyến mại của tháng này thôi. Còn cụ thể từng mẫu xe thì em cũng có chi tiết review rồi. Quý anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu xe này, lái thử các đầu xe Toyota hay các hãng như Honda, Hyundai, bất kỳ một hãng xe nào tại Bắc Ninh thì mình đều có thể liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm trên màn hình. Rất mong sẽ được tư vấn với anh chị chọn một mẫu xe tốt nhất. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.